Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám phá Huyền Bí. Chắc hẳn các bạn chưa biết, lực cắn của con người chỉ rơi vào khoảng 140.000 kg trên mét vuông. Có nghĩa là chúng ta có thể cắn nát vỏ hạt dẻ hay hạt hướng dương một cách dễ dàng. Nhưng so với các loài động vật khác thì chúng ta cũng chỉ như vỏ hướng dương để bị cắn rôm rốp mà thôi. Nên hôm nay bảng sẽ có bảng xếp hạng những sinh vật có cú khập mạnh nhất hành tinh. Và chắc chắn sẽ có những loài sẽ khiến bạn khá ngạc nhiên đấy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách ngày hôm nay đó chính là sư tử. Trong họ nhà mèo lớn thì không phải nói điêu chứ sư tử là loài có lực cắn yếu xỉu luôn đấy, nhất là khi đem ra so sánh với hổ. Sư tử là chúa tể của rừng xanh nhưng tuyệt nhiên không phải là chúa tể của danh sách này. Nhưng lực cắn không phải là tất cả, mà thực chất sư tử chẳng cần phải có cơ hàm mạnh mẽ làm gì. Sở hữu một cú ngoạm có uy lực chỉ 457.000 kg trên 1 m², để ngoạm vào cổ họng của con mồi sẽ khiến chúng tắc thở, sức mạnh hàm răng chỉ là một phần vũ khí của sư tử. Trong số bọn thú họ nhà mèo thì sư tử là loài cao nhất và nặng thứ nhì. Với móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể xé xác con mồi chỉ trong nháy mắt, cùng với chiếc răng nanh khổng lồ được cấu tạo để tiêu diệt con mồi. Chưa kể đến là chúng còn có thể nhìn thấy được trong bóng tối, sở hữu tốc độ cao, sự dẻo dai, tập trung cao độ, mũi và tai cực nhạy cảm với âm thanh và mùi vị. Với lại, sư tử là loài săn theo đàn từ 6 đến 8 con, trong đó có một con có thể xử lý được 3 con sói trưởng thành rồi, nên danh sách này thiếu chúng thì đúng là một thiếu sót lớn. Lực cắn yếu ớt thế thôi nhưng vẫn gấp mấy lần lực cắn của con người đấy. Tiện đây thì cũng nói qua về bức ảnh đại diện của video này một chút. Thưa quý bạn và các vị, ảnh này do một người đăng ký kênh gửi cho chúng mình và mình đã tìm chủ đề những sinh vật có cú khập mạnh mẽ nhất hành tinh cho bức ảnh này. Nếu bạn yêu thích bức ảnh nào nữa, đừng ngại ngần gửi cho chúng mình để mình tìm chủ đề phù hợp, hoặc bạn có thể gửi cả ảnh, cả chủ đề yêu thích của bạn càng tốt nhé. Chúng mình sẽ sớm có video hay nhất cho bạn. Tiếp theo, cùng chứng kiến một con vật có lực cắn khủng khiếp, có thể cắn vỡ đôi quả bóng bowling nhé. Thứ 9. Gấu. Bạn nào chơi bowling rồi thì biết quả bóng nó nặng cỡ nào rồi đúng không? Thế mà bọn gấu này có thể một cắn vỡ đôi quả bowling đấy ạ. Đấy là gấu nói chung, còn gấu xám Bắc Mỹ thì lại khác. Bọn này sẵn sàng xé đôi chảo gang bằng răng và mạnh hơn cả linh cầu. Có lực cắn đạt 685.000 kg trên mét vuông, cộng với móng vuốt và bản tính hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Trường hợp gấu tấn công con người thì không phải là hiếm, nhưng chúng chỉ tấn công khi cảm thấy bạn xâm phạm đến lãnh thổ của nó mà thôi. Thân hình đồ sộ với chiều cao xấp xỉ 2 m và nặng đến 300 kg, nhưng đừng coi thường, gấu có thể chạy tới 64 km/h, trong khi kỷ lục chạy nước rút của con người chỉ là 45 km/h. Nên tránh được đến đâu thì tránh nhé các bạn, gấu nó cũng không ngán ai bao giờ đâu. Và tiếp theo là hổ. Hổ là loài động vật lớn nhất trong họ nhà mèo lớn và tất nhiên là có lực cắn mạnh mẽ nhất. Một cú đấm của hổ có lực mạnh gần gấp đôi sư tử, lên tới 738.000 kg trên mét vuông. Lực cắn của chúng được hỗ trợ bởi một hộp sọ tròn và cái mặt ngắn, tạo nên lực gọng kềm mạnh. Ngoài ra thì chúng còn có cặp nanh dài nhất trong số họ nhà mèo còn tồn tại. Trong những loài thuộc họ mèo thì hổ là loài động vật đáng sợ nhất đối với con người. Những vụ tấn công con người thường xảy ra tại nơi mà chúng sinh sống khi con người xâm phạm vào lãnh địa. Đối với những loài thú nhỏ thì cân nặng chưa bằng một nửa trọng lượng cơ thể của con hổ thì chúng giết con mồi bằng cách cắn vào gáy. Chúng sẽ dùng răng nanh kẹp chặt đốt xương cổ, dùng sức mạnh của hàm bẻ gãy xương cổ, tách chúng ra khỏi tủy sống. Đối với những con mồi lớn hơn thì chúng thường cắn vào cổ họng và ép chặt khí quản của con mồi làm nó nghẹt thở và chết nhanh hơn. Và tiếp theo, không thể không kể đến linh cầu đốm. Linh cầu đốm hay còn gọi là linh cầu cười vì tính cười cợt nhả của chúng thường ám ảnh những người đã từng nghe thấy. Chúng được đánh giá là một trong những loại động vật có vú, có cú cắn uy lực nhất quả đất với lực cắn lên tới 773.000 kg trên mét vuông. Hàm của chúng cực khỏe, có thể nhai vụn cả xương. Không chỉ có lực cắn mạnh mà linh cầu còn thực sự thông minh. Với những lợi thế này thì linh cầu có thể xua đuổi sư tử để tranh giành con mồi nếu chúng có số lượng áp đảo. Với tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn thì linh cầu có thể chiến thắng và giết chết sư tử. Và tất nhiên là loài linh cầu cười này được bình chọn là những gương mặt vàng trong làng cắn trộm là thế.
Vị trí thứ 6, khỉ đột gorilla. Khỉ đột là thành viên lớn nhất trong gia đình động vật linh trưởng của chúng ta. Chúng có cánh tay cơ bắp, sẵn sàng và đối thủ bẹp bẹp đến sấp mặt và hàm răng cực khỏe, có lực cắn lên tới 913.000 kg trên mét vuông. Thế cơ mà loài này khi gặp con người lại rất hay xấu hổ và tỏ ra thân thiện hòa nhã. Chúng thì thường ăn chay, mặc dù có cơ hàm ấn tượng như thế, nhưng khỉ đột không mấy khi sử dụng đến, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp và thể chất to lớn lấn át loài khác mà thôi. Tuy nhiên thì chúng lại rất hung hãn trong khi chiến đấu và thường chiến đấu tới chết. Chúng thường đấm ngược liên hồi để tỏ rõ sức mạnh. Khỉ đột có rất ít đối thủ trong tự nhiên ngoài con người và loài báo hoa mai. Ở vị trí thứ 5 là báo đốm. Nhiều người hay nhầm lẫn giữa báo hoa mai và báo đốm vì lông của chúng có những lấm chấm khá giống nhau. Nhưng mà báo hoa mai có lớp lông sáng màu hơn báo đốm. Trong khi báo đốm chỉ có Bắc Mỹ thì báo hoa mai sống ở lục địa Phi Á. Ace hơi lăn ma một chút rồi. Báo đốm châu Mỹ vượt qua cả sư tử và hổ để xếp vào vị trí thứ 5 trong danh sách những động vật có cú đớp uy lực nhất hành tinh với lực cắn lên đến 950.000 kg trên mét vuông. Chúng được biết đến là loài có bộ hàm khỏe nhất trong số các loài mèo lớn. Trong khi những động vật họ mèo khác hạ gục con mồi bằng cách cắn khiến nạn nhân ngạt thở, thì báo đốm châu Mỹ lại tung ra cú cắn uy lực thẳng vào đầu con mồi làm lủng sọ nạn nhân và khiến chúng chết nhanh chóng. Thỉnh thoảng thì báo đốm châu Mỹ cũng sàn rùa vì chúng thích cảm giác ghè răng phá vỡ cái mai dày của con mồi. Và tiếp theo là hà mã. Miệng của loài hà mã rất khỏe với lực cắn thật sự kinh hoàng lên tới 1,28 triệu kg trên mét vuông. Có thể ngoạm đứt đôi cơ thể con người hoặc một con cá sấu chỉ bằng một cú đớp. Có thể nói hà mã là loài có lực cắn mạnh nhất quả đất. Hà mã được cho là loài động vật nguy hiểm nhất tại châu Phi và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu động vật nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có thể trông ngốc nghếch và vụng về, nhưng mọi thứ về hà mã đều rất đáng sợ. Với trọng lượng khoảng 2 tấn, nặng nề, ục ịch, nhưng chúng lại có thể chạy với tốc độ gần 50 km/h. Hà mã là động vật không ăn thịt, nhưng chúng thỉnh thoảng vẫn tấn công con người. Thứ 3, cá sấu mõm ngắn Mỹ. Bang Florida, nước Mỹ được xem là thủ phủ thế giới của loài cá sấu châu Mỹ. Loài bò sát này có cú đớp với uy lực đứng thứ 3 trên hành tinh. Cá sấu mõm ngắn Mỹ có lực cắn lên tới 1,5 triệu kg trên mét vuông. Cá sấu châu Mỹ không có đối thủ nào trong tự nhiên. Món ăn ưa thích của nó là cá, chim, rùa và chó hay hiêu. Chúng thường không hung hăng với con người, nhưng một số vụ cá sấu châu Mỹ tấn công người vẫn xảy ra khi chúng ta xâm phạm tới lãnh thổ của nó. Thứ 2, cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn, loài bò sát lớn nhất cũng như là loài săn mồi ven bờ lớn nhất còn sống trên thế giới. Chúng có phân bố rộng nhất trong bất cứ loài cá sấu hiện đại nào, có phạm vi từ bờ Đông Ấn Độ cho tới hầu hết Đông Nam Á và phía Bắc Australia. Chúng là những vận động viên bơi lội rất khỏe. Cá sấu nước mặn sở hữu một bộ hàm khỏe với 68 răng và sở hữu lực cắn lên tới 2,6 triệu kg trên mét vuông. Lực cắn đủ để nhai xương của con mồi nghe rộp rộp. Nếu bạn cảm thấy khó hình dung độ lớn khủng khiếp của lực cắn này thì hãy tưởng tượng bạn đang bị mắc kẹt dưới một chiếc xe bán tải loại nhỏ và cố gắng đẩy nó ra. Nếu bạn đẩy ra được thì bạn có thể thoát khỏi được miệng cá sấu nước mặn rồi. Đó cũng chính là lý do bạn không nên cố gắng cậy cặp hàm của nó khi nó đang ngậm chặt chân hay tay của bạn. Điều đó chỉ vô ích và lãng phí thời gian quý báu. Vì tay chân đứt rồi còn đâu. Mình đùa thôi. Rơi vào trường hợp này thì nên tấn công vào mắt hoặc mũi của chúng nhé. Và đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là cá mập trắng lớn. Tưởng tượng một chút, khi bị cá mập cắn thì con người sẽ thấy cực kỳ đau đớn. Thế còn cá mập thì thấy như nào nhỉ? Có phải là cảm giác dùng dao thái vào bơ không? Rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Cũng đúng thôi, bởi lực cắn của loài sát thủ này rơi vào 2,8 triệu kg trên mét vuông, lớn gấp 3 lần lực cắn của loài sư tử châu Phi và gấp 20 lần lực cắn của con người. Đây là lực cắn lớn nhất được biết đến trong thế giới của các loài thú đang tồn tại đến ngày nay, mặc dù có thể loài cá voi sát thủ hay cá sấu cũng có lực cắn mạnh hơn. Với tất cả những kẻ săn mồi thuộc động vật có vú thì rất nhiều lực cơ dành cho cú đớp đều bị mất, nhưng cá mập lại sở hữu một hệ thống đòn bẩy hiệu quả hơn.
chúng đã tấn công chỉ bằng một cú đớp, gây thương tích nặng nề, rồi sau đó quay trở lại đợi con mồi chết dần chết mòn vì mất máu. Cú đớp của cá mập có lẽ đặc biệt đáng sợ, cho dù chúng chẳng hề có xương, khung cơ thể của chúng được tạo nên từ sụn, loại mô tạo nên tai người. Mà cú đớp thì lại phụ thuộc toàn bộ vào cân nặng, đứa nào càng nặng thì đớp càng khỏe. Tất cả răng của chúng cực sắc, có răng cưa như sao thái thịt bò, nên cũng không phải cần dùng quá nhiều lực như thế để đớp hay xé thịt tươi. Cá mập có băng tải răng nên răng cứ tiếp tục mọc từng hàng, chiếc răng cá mập rụng và được thay thế trước khi nó kịp mòn đi. Vừa rồi là bảng xếp hạng 10 sinh vật có lực cắn mạnh nhất hành tinh. Không biết là chúng mình còn bỏ sót sinh vật nào không nhỉ? Nếu các bạn còn biết thì hãy chia sẻ với mình trong phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh Khám Phá Huyền Bí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.